chị và các bạn đang theo dõi bản tin của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam. Bản tin số 173 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau: hưởng ứng và phát động chiến dịch 120 ngày hành động, cán đích thành công tại khối cơ quan tổng công ty; Bưu điện Việt Nam bổ nhiệm lãnh đạo chủ chốt các bưu điện trung tâm tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh; triển khai công tác cán bộ tại khối cơ quan tổng công ty; Bưu điện tỉnh Vĩnh Phúc ký kết thỏa thuận hợp tác cung ứng dịch vụ chi hộ dành cho đối tượng nhận chi trả an sinh xã hội; Bưu điện tỉnh Hòa Bình tham gia các hoạt động an sinh xã hội tại địa phương. Sau đây là những nội dung chi tiết. Kính thưa anh chị và các bạn, ngày 4 tháng 9 tại Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, toàn thể cán bộ công nhân viên khối cơ quan tổng công ty đã tham gia hưởng ứng và phát động chiến dịch 120 ngày hành động, cán đích thành công với tinh thần sẵn sàng, quyết tâm đồng hành cùng mạng lưới hoàn thành mục tiêu doanh thu năm 2024. Theo đó, mỗi cán bộ công nhân viên tại khối cơ quan tổng công ty sẽ tham gia giới thiệu thành công ít nhất một khách hàng mới sử dụng dịch vụ bưu chính chuyển phát với doanh thu phát sinh tối thiểu 1 triệu đồng, một khách hàng gửi tiết kiệm bưu điện với số dư tối thiểu 10 triệu đồng và tham gia mua hàng tiêu dùng tối thiểu 500.000 đồng một tháng. Nhấn mạnh ý nghĩa và tầm quan trọng của chiến dịch, Tổng Giám đốc Chu Quang Hào kêu gọi toàn bộ các ban kinh doanh, ban cơ chế, các đơn vị chuyên môn nghiệp vụ, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội, công đoàn, đoàn thanh niên cũng như toàn thể cán bộ công nhân viên tại khối cơ quan tổng công ty phát huy tinh thần gương mẫu, chung ý chí, chung quyết tâm, chung nỗ lực, chủ động đi đầu và đồng lòng cùng mạng lưới trong việc thực hiện mục tiêu doanh thu đã đề ra trong chiến dịch lần này. Sau thời gian giao nhiệm vụ phụ trách chức vụ cho các cán bộ chủ chốt tại các bưu điện trung tâm trên địa bàn thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, tổng công ty đã thực hiện quy trình bổ nhiệm cán bộ nhằm mục tiêu nâng cao hiệu quả mô hình tổ chức quản lý, tổ chức sản xuất tại các bưu điện trung tâm. Ngày 4 tháng 9, tổng công ty tổ chức hội nghị triển khai các quy định về công tác cán bộ, bổ nhiệm giám đốc, phó giám đốc phụ trách, phó giám đốc và kế toán trưởng các bưu điện trung tâm trên địa bàn Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, tổng công ty bổ nhiệm có thời hạn các chức danh giám đốc, phó giám đốc, kế toán trưởng các bưu điện trung tâm Cầu Giấy, Chương Mỹ, Đông Anh, Hoàn Kiếm, Long Biên, Sơn Tây, Thanh Trì, Từ Liêm, Hà Đông, Gia Định, Củ Chi, Thủ Đức và Chợ Lớn. Việc kiện toàn đội ngũ lãnh đạo và cán bộ chủ chốt tại các bưu điện trung tâm sẽ tiếp tục củng cố năng lực điều hành, thống nhất, đồng bộ từ tổng công ty xuống các đơn vị, thúc đẩy tinh thần đổi mới, sáng tạo, quyết tâm thực hiện những mục tiêu mới, nhiệm vụ mới, tạo đột phá trong hoạt động kinh doanh các tháng cuối năm 2024 và các năm tiếp theo. Ngày 4 tháng 9, Bưu điện Việt Nam tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ, bổ nhiệm lãnh đạo trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm kinh doanh sàn nông sản và thương mại điện tử, ban điều hành kinh doanh tài chính bưu chính và trung tâm dịch vụ khách hàng. Việc bổ nhiệm các nhân sự có kinh nghiệm, năng động và nhiệt huyết đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong việc thực thi chiến lược phát triển của Bưu điện Việt Nam trong nhiều lĩnh vực kinh doanh khác nhau của nền kinh tế số. Sáng ngày 31 tháng 8, Bưu điện tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với Ngân hàng Lộc Phát chi nhánh Vĩnh Phúc tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác cung ứng dịch vụ chi hộ dành cho đối tượng nhận chi trả an sinh xã hội. Theo đó, hai bên thống nhất triển khai cung cấp dịch vụ chi hộ cho các đối tượng an sinh xã hội gồm người nhận lương hưu, người có công với cách mạng và người được hưởng trợ cấp xã hội có mở tài khoản LP Bank với các chính sách ưu đãi đặc biệt chỉ có tại Ngân hàng Lộc Phát, mang đến sự tiện lợi, nhanh chóng, an toàn, góp phần nâng cao tỷ lệ người được hưởng trợ cấp xã hội qua bưu điện. Tuần qua, các đơn vị trên mạng lưới đã tổ chức các buổi đào tạo, tập huấn, nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm mang lại cho khách hàng sự hài lòng khi sử dụng dịch vụ của Bưu điện Việt Nam. Cụ thể, Bưu điện tỉnh Bắc Ninh tổ chức đào tạo về công tác tổ chức sản xuất, gồm các công đoạn phát, thu gom. Bưu điện tỉnh Quảng Ninh tổ chức triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong giám sát, kinh doanh hàng tiêu dùng. Bưu điện tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với công ty bảo hiểm bưu điện PTI khu vực Bắc Trung Bộ tổ chức lớp đào tạo cài app bán hàng IPTI cho lực lượng chuyên quản văn hóa xã, nhân viên bưu điện văn hóa xã và nhân viên kinh doanh dịch vụ tài chính bưu chính. Bưu điện tỉnh Sóc Trăng tổ chức tập huấn nâng cao kiến thức chuyên sâu về khởi nghiệp, sáng tạo cho đoàn viên thanh niên và phát triển tiềm năng sản phẩm OCOP, thúc đẩy phát triển kinh tế số trên sàn thương mại điện tử, góp phần chung tay xây dựng nông thôn mới. Bưu điện tỉnh Hòa Bình phối hợp với công ty Ba Miền tổ chức tập huấn đào tạo nâng cao sản phẩm cho vay FIPO. Tiếp theo là một số thông tin đáng chú ý khác. Chào mừng kỷ niệm 79 năm ngày truyền thống ngành thông tin và truyền thông 28 tháng 8 năm 1945, 28 tháng 8 năm 2024 và 20 năm thành lập Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Nông, Bưu điện tỉnh đã tham gia hội thao do Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức. Hội thao có sự tham gia của 8 đoàn tranh tài ở các môn bóng đá nữ, cầu lông và ghép logo tập thể.
Kết quả, Bưu điện tỉnh Đắk Nông xuất sắc giành giải nhất ghép logo tập thể và giữ vị trí Á quân toàn đoàn. Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Quốc khánh mùng 2 tháng 9, Bưu điện tỉnh Hòa Bình tham gia cùng đoàn công tác của khối thi đua các doanh nghiệp trung ương tỉnh Hòa Bình đến thăm và trao tặng nhà tình nghĩa cho gia đình ông Đinh Công Đơn tại huyện Cao Phong và gia đình ông Đinh Văn Minh tại huyện Tân Lạc, là hộ gia đình chính sách và là hộ nghèo đang khó khăn về nhà ở, trị giá mỗi căn nhà là 75 triệu đồng. Cũng trong dịp này, lãnh đạo huyện tỉnh Hòa Bình cùng với Hội Chữ thập đỏ thành phố Hòa Bình tổ chức tặng quà cho 7 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt, người già neo đơn tại xã Quang Tiến, xã Mông Hóa và phường Kỳ Sơn thuộc địa bàn thành phố Hòa Bình, mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng. Ngày 4 tháng 9, Chi bộ Tổ chức Tài chính và Chi bộ Kế hoạch Kinh doanh thuộc Đảng bộ Bưu điện tỉnh Bắc Giang đã tổ chức lễ kết nạp hai quần chúng ưu tú là các đồng chí Hoàng Thị Tú Linh và Đinh Ngọc Diệp vào Đảng. Sáng ngày 5 tháng 9, thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2024 của khối thi đua các đơn vị trung ương trên địa bàn tỉnh, được sự ủy quyền của Giám đốc Bưu điện tỉnh Thái Nguyên, Giám đốc Bưu điện huyện Phú Lương đã cùng các đơn vị trong khối tổ chức chương trình thăm và tặng quà cho các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó vươn lên trong học tập và rèn luyện tại trường tiểu học Yên Trạch, xã Yên Trạch, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, trong tuần qua, nhiều đơn vị trên toàn mạng lưới đã tổ chức hưởng ứng và phát động chiến dịch 120 ngày hành động cán đích thành công đến toàn bộ cán bộ công nhân viên người lao động tại đơn vị. Những hình ảnh lễ phát động chiến dịch tại các đơn vị cũng thay cho lời kết của bản tin nội bộ tuần này. Cảm ơn anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại. Nhấn nút like và subscribe kênh để được cập nhật các thông tin mới nhất về Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam. Trân trọng cảm ơn. Bưu điện Việt Nam gửi cả niềm tin.